Hôm qua, Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thuộc Đoàn Khối cơ quan dân chính đảng thành phố tổ chức lễ trưởng thành đoàn và tiếp nhận sinh hoạt đoàn cho đoàn viên năm 2024. Có 13 đoàn viên thanh niên nhận quyết định công nhận trưởng thành đoàn. Các đồng chí không những là đoàn viên năng nổ trong các phong trào đoàn thanh niên xung kích trong các hoạt động tình nguyện, mà còn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều đóng góp và sáng tạo trong công tác đoàn. Đồng thời, tại buổi lễ cũng tiếp nhận sinh hoạt đoàn cho 2 đoàn viên. Dịp này, Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ra mắt tủ sách thanh niên với nhiều đầu sách đa dạng phong phú cùng với sự trang bị các cơ sở dữ liệu, sản phẩm dịch vụ thông tin trên cổng thông tin điện tử thư viện thành phố thông qua các mã QR code. Tủ sách thanh niên phục vụ cho đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động đọc sách in và e-book tại địa điểm đặt tủ sách.